tất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua luôn được chúng tôi cập nhật để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Trong dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ được Bộ Công an vừa hoàn thiện, cơ quan này đề xuất một số quy định về ngăn chặn hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát chống người thi hành công vụ. Cụ thể, điều 72 dự thảo luật nêu rõ khi người tham gia giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát có hành vi chống người thi hành công vụ, lực lượng thi hành nhiệm vụ được quyền thực hiện một số biện pháp. Đầu tiên, lực lượng chức năng giải thích cho người vi phạm biết rõ về hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát có hành vi chống người thi hành công vụ. Đồng thời, giải thích quyền và trách nhiệm của người vi phạm, thuyết phục, yêu cầu chấm dứt ngay hành vi vi phạm, chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát. Khi người vi phạm không chấp hành mệnh lệnh yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật, cán bộ chức năng áp dụng các biện pháp ngăn chặn. Cũng theo dự thảo, trường hợp người vi phạm có hành vi chống người thi hành công vụ thì người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí theo quy định của pháp luật để ngăn chặn hành vi vi phạm và phòng vệ chính đáng. Tuy nhiên, việc sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí cần tùy theo tình huống, tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi của người vi phạm còn trong trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không chấp hành tín hiệu hiệu lệnh dừng phương tiện và bỏ chạy người thi hành công vụ được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm